La Hoàng Thâm Cảnh, một thử thách mà tất cả những OnB trong Genshin đều quá đổ quen thuộc ở thời điểm lúc bấy giờ. Đây là chế độ để các nhà lữ hành có thể đi PvP với nhau trên mạng. Những ai có kỹ năng vượt nhanh La Hoàng trong vòng một nốt nhạc thì lên mạng như vua mặc long bào. Từ trên cao, họ thượng đẳng nhìn xuống và khinh miệt những người chơi còn lại. Tôi biết có gì đó sai sai nhưng mà thôi, mình tạm bỏ qua đi. La Hoàng Thâm Cảnh là content game đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Và đến thời điểm hiện tại, nó vẫn được nhiều người quan tâm. Tất nhiên rồi, nơi để loot nguyên thạch hàng tháng mà, dễ gì mà quên được. Và tiếp nối chuỗi series khám phá Genshin Impact, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tất tần tật về La Hoàng Thâm Cảnh, cũng như là để các bạn newbie, những bạn mới tiếp cận Genshin có thể nhanh chóng thích nghi và biết cách xây dựng đội hình để mà có thể chinh phục content này mau nhất nha. Rồi, không làm mất thời gian của các bạn nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ sơ lược qua cái đã. La Hoàng Thâm Cảnh là content được mở gần như là tại thời điểm đầu game. Đó là khi bạn ở hạng mạo hiểm 20. La Hoàng sẽ có tổng cộng 12 tầng. Từ tầng 1 cho tới tầng 4, các bạn sẽ chỉ có đánh một phòng mà thôi. Nghĩa là chỉ cần một đội hình. Nhưng kể từ tầng 5 trở đi, mỗi phòng sẽ có nửa trên và nửa dưới. Tức là sẽ cần tới 2 đội hình và 8 nhân vật. Từ tầng 1 cho tới tầng 8 được coi là tầng dễ nhất. Và các bạn chỉ có thể nhận được thưởng một lần. Ước tính sẽ là 2.400 nguyên thạch từ tầng 1 cho tới tầng 8. Từ tầng 9 cho tới tầng 12 là giai đoạn được coi là dành cho những người chơi gần tới cuối game. Vì nó đòi hỏi đội hình của bạn phải đáp ứng được một ngưỡng sức mạnh nào đó thì mới có thể vượt qua được. Ngày trước, La Hoàng reset trong khoảng 15 ngày và phần thưởng sau khi quét sạch là 600 nguyên thạch. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, mỗi kỳ La Hoàng sẽ tồn tại tới tận 1 tháng và nguyên thạch đã nâng từ 600 lên 800. Lý do là vì chúng ta vừa có thêm content in game mới, đó là nhà hát giả tưởng. Thành ra nó cũng phải kéo dài ra, chứ không thì F2B lại lời to quá. Và đó là sơ lược một chút về thông tin La Hoàng Thâm Cảnh. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn nha. Đầu tiên là tầng 9 tới 10. Về hai tầng này hầu như là đều không có sự thay đổi quái qua nhiều mùa. Vẫn là những tụi tép riêu mà các bạn nhắm mắt, lắp tim bậy bạ nhưng mà nó vẫn qua. Hầu như hai tầng này sinh ra, mục đích của nó chỉ là để khởi động là chính. Tiếp tới là tầng 11. Ở tầng này chúng ta sẽ vẫn như là hai tầng trước thôi, cũng không quá khó. Tuy nhiên thì có một số mùa ở phòng 1, nó yêu cầu chúng ta đép trụ, thì thật sự là nó hơi khó khăn một chút thôi. Bởi vì cái tụi này nó sẽ đè trụ ra mà đánh. Còn hai phòng sau thì đơn giản là những con boss mà các bạn đã quá quen thuộc khi mà làm thịt nó ở ngoài bản đồ rồi. Bên cạnh đó thì level bọn này vẫn chưa phải là cao. Vậy nên là với những bạn nào đã build nhân vật vừa đủ tốt, thì có thể dễ dàng vượt qua mấy cái phòng này. Tiện thể thì mình bổ sung thêm. Mặc dù game cho chúng ta 10 phút để đánh một phòng, tuy nhiên thì chúng ta chỉ được sử dụng 3 phút mà thôi, nếu bạn muốn đạt được 3 sao. Cuối cùng là tầng 12, tâm điểm qua nhiều mùa. Tầng 11 và tầng 12 hầu như sẽ liên tục thay đổi những loại boss mới. Tuy nhiên thì khó nhất chắc chắn sẽ là tầng 12. Lý do là vì ở tầng này, boss ở vừa trâu và level của nó cũng cao vô cùng. Sát thương mà bọn này gây ra là đủ sức để nhân vật của bạn ngã xuống trong vòng một nốt nhạc, nếu khả năng tránh né của bạn cùi như tôi. Ở tầng 12 thì các bạn sẽ không thể nào mà sắp mục tiêu bất kỳ để mà đánh. Đó là tôi nói F2B nha, chứ mấy ông mà C6R5 thì tôi không đề cập tới. Hầu như là các bạn sẽ cần quan sát và chọn ra mục tiêu nguyên tố sao cho hợp lý. Ở Genshin, chúng ta có 7 loại nguyên tố khác nhau, và cái bọn quái vật này cũng vậy. Gặp boss hỏa mà vác DPS hay hỏa vào là ăn ấy luôn. Nên là vấn đề đa dạng đội hình cũng là một vấn đề khá là rắc rối. Bên cạnh đó thì quái vật xuất hiện ở tầng này gần như là khá nhiều. Trừ một số mùa thì chúng ta có boss đơn mà thôi. Về độ khó của mỗi kỳ lăng hoàng gần như nó sẽ không giống nhau. Có mùa thì khó, mà cũng có mùa thì dễ. Có mùa thì cần dùng tới kỹ năng, còn có mùa thì nhắm mắt đánh cũng qua. Ví dụ điển hình là kỳ lăng hoàng 3.7, tôi đã mắc kẹt tới mức mà phải lên xem các idol đánh như thế nào. Nói chung thì cũng khá là chật vật. Ở tầng này thì các bạn sẽ phải tận dụng các mẹo và những loại phản ứng nguyên tố sao cho thật hiệu quả. Lấy ví dụ điển hình là tụi sứ đồ, các bạn sẽ phải tận dụng những nhân vật mang nguyên tố phong để khuếch tán nguyên tố và khắc chế tương ứng, sao cho giáp nó mất nhanh nhất có thể. Nói chung sẽ vận dụng tất cả kỹ năng. Bên cạnh đó còn có những loại boss cần người chơi sử dụng tới mẹo, điển hình là con rồng lộn hay nham. Đây là một trong các loại boss mà fandom Genshin ghét cay ghét đắng nhất. Lý do là nó sẽ bào máu liên tục như tụi sói con ma vật. Bên cạnh đó thì con này lại sợ hệ nham, mà hệ nham lại là một hệ vô cùng kén người dùng, thành ra khi gặp con này thì đa số khá là chật vật. Đồng ý là chúng ta có thể sử dụng những vật khác để mà phá cái đầu rồng như là Kokumi và Ayaka.
tuy nhiên thì nó vẫn không nhanh bằng hệ nham. Cuối cùng là về vấn đề build nhân vật. Để chuẩn bị tốt nhất thì nhân vật các bạn build phải ở mức đủ tốt, sao cho vận hành mượt mà và các chuỗi combo và sát thương gây ra cũng phải cao. Và đó là những thông tin về tầng 12 La Hoàng. Nhìn chung thì nó khó nhằn với những bạn nào mà mới chơi thôi, hoặc xây dựng nhân vật không hợp lý. Phần sau video thì tôi sẽ chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình về La Hoàng nha. Nói chung thì các bạn không cần phải lo. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, đó là chọn lọc role những nhân vật đa năng, đa dạng đội hình nhất. Những bạn nào đã xem video này thì tôi chắc chắn là không phải chơi game vì mục đích chỉ là sim chúa rồi. Vậy thì những nhân vật ưu tiên lấy là như thế nào? Tôi sẽ trình bày một số tiêu chí để các bạn có thể tham khảo ha. Đầu tiên là đầu tư rẻ và không cần trấn hay là cung mệnh cao. Thứ hai là có thể đi được với nhiều team nguyên tố khác nhau, từ đó sẽ có nhiều team hơn để hoạt động. Thứ ba đó là farm dễ và không cần đầu tư quá nhiều, chờ tài nguyên cho các nhân vật khác nữa. Thứ tư đó là có tần suất sử dụng cao và ít bị thay đổi qua nhiều phiên bản. Thứ năm, ưu tiên những nhân vật xây dựng đội hình không quá đắt mà vẫn mạnh. Và đó là năm tiêu chí để các bạn có thể chọn lựa nhân vật. Ví dụ điển hình cho những tiêu chí phía trên là Nahida, Raiden Shogun, Kazuha và New Village. Nahida thì tôi không nói làm gì, nhưng Kazuha và Raiden Shogun hiện tại vẫn còn rất hữu dụng trong La Hoàng. Raiden thì ta có team Raiden Latino, còn Kazuha ta có thể phối hợp với khá nhiều DPS, thậm chí là làm team Kazuha Latino thì nó vẫn rất mạnh. Nói chung thì về cái vấn đề chọn lựa nhân vật nào hợp lý thì phiên bản nào cũng có người làm, nên là các bạn không cần phải lo. Chẳng hạn như là tôi chơi game vì mục đích là vét sạch content và trải nghiệm nhiều đội hình, nên là vấn đề mạnh yếu tôi sẽ đặt lên hàng đầu. Thứ hai là chọn lựa những DPS mạnh. Việc chọn lựa những DPS mạnh sẽ cho bạn tiến độ phát triển sức mạnh nhanh hơn, nó hơn hẳn cái việc các bạn build một nhân vật tầm trung trở nên mạnh. Thứ ba đó là quan sát meta của game. Nhiều bạn nói là game tự thẩm thì làm gì của meta, tuy nhiên thì vấn đề này theo tôi là không hợp lý. Việc những hệ nguyên tố xoay chuyển qua từng vùng đất, hay đơn giản hơn là đổi quái để mà tạo điều kiện cho các nhân vật khác để thể hiện, thì theo mình đó đã là meta rồi. Lấy ví dụ là những cây búp của La Hoàng, hay những loại boss cần hai thuộc tính làm Neuma và Aosia để mà phá khiên của bọn nó. Bên cạnh đó thì nguyên tố vẫn là một thứ không thể thiếu ở cái mục này. Lấy ví dụ điển hình là Thủy Quốc, những DPS hệ thủy gần như là được ưu ái và quay lại quẩy khá nhiều trong kỳ La Hoàng này. Ngày trước lúc còn ở Thảo Quốc thì các DPS như là Ayato rất hiếm khi có cơ hội sử dụng, còn giờ thì muốn dùng là dùng. Và đó là sức mạnh của meta, nói chung thì nó có thể cho các DPS cũ quay trở lại bất kỳ lúc nào. Và sắp tới thì Genshin sẽ bước tới Hỏa Quốc, dự kiến là các DPS hệ hỏa sẽ có đất diễn vô cùng nhiều luôn, điển hình như là Hu Tao và Lechino. Thứ tư đó là farm và build hiệu quả. Với việc các bạn cần chuẩn bị sức mạnh nhanh nhất để tiến vào La Hoàng, thì việc farm một bộ thánh nhân vật trấn hoàn chỉnh cho nhân vật gần như là không khả thi, trừ một số trường hợp đặc biệt như là Tim Thảo, vì bí cảnh thánh nhân vật này thì farm bộ nào nó cũng ngon hết. Nhưng với những nhân vật khác thì các bạn sẽ phải lưu ý. Chia sẻ duy nhất của mình là các bạn hãy quan sát kỹ, bạn cần build những nhân vật nào, ví dụ như là Raiden, Shin Jiu hay là Sang Linh, thì hoàn toàn có thể farm cho nhau cùng một bí cảnh được. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên cái đài ghép thánh nhân vật. Mặc dù cái này là có tỷ lệ cao ra rác, nhưng mà nó không hẳn là không có món ngon. Rồi, thiên phú và level có lẽ là tôi không cần phải nói quá nhiều, cần nâng đều và song song với những thứ trên. Thứ năm đó là tránh xây những đội hình quá đắt. Trong Genshin, chúng ta có cái gọi là đội hình dắt vàng. Đây là những đội hình tề tụ các nhân vật 5 sao giới hạn về cùng một team. Về một số đội hình tiêu biểu thì ta có là team Sino dắt vàng, bao gồm là Sino, Nahida, Furina và Baizu. Team đóng băng dắt vàng bao gồm là Ayaka, Kazuha, Sanhe và Kokumi. Team Nilu dắt vàng bao gồm là Nilu, Nahida, Baizu và Yalan. Về sức mạnh của các đội hình này thì tôi phải nói là nó cực mạnh luôn. Nhưng mà cái lý do mà các bạn không nên xây á, thì thứ nhất là nó quá tốn tài nguyên, thứ hai là nó không trụ được quá nhiều mùa. Lấy ví dụ điển hình là team Nilu, những mùa ít quái gần như là team này tịch ngồi, nên tần suất bám trụ của các team này nó không được cao. Gần như chỉ những ai thật sự dư giả tài nguyên thì mới xây thêm để mà trải nghiệm mà thôi. Thứ sáu và cũng là điều cuối cùng, DPS chỉ là nhất thời, HP mới là mãi mãi. Trong Genshin, những DPS có thể sẽ phai mờ theo thời gian, tuy nhiên thì những nhân vật hỗ trợ như là HP, sub DPS sẽ không bao giờ bị lu mờ. Nói chung thì cái giá trị nó vẫn giữ nguyên. Và mặc dù có khá nhân vật HP kém nói bật và bị chê như là Venti, tuy nhiên thì không hẳn nhân vật này là vô dụng. Trong khi nhiều ông khóc vì tầng 11 quá đánh trụ, thì Venti nộ một phát thôi là bọn này dính chùm luôn. Nói chung thì do đây là nhân vật ở thời điểm đầu,
thành ra có một số thứ khá khó hiểu từ bộ kỹ năng. Ok, và đó là những thông tin sơ lược và những điều lưu ý cho bạn nào mà thích đấm La Hoàng. Thật sự thì ngày xưa mình mất rất nhiều thời gian để có thể full được nhiều kỳ. Hình như là từ 2.0 cho tới là 3.2 thì mới có thể mùa nào cũng full. Lý do thì tôi chọn nhân vật khá là yếu và không chọn HP. Nên đây chắc chắn là những chia sẻ của mình dựa trên những gì mình đã trải qua. Và video của mình tới đây là kết thúc rồi. Trong video có lẽ sẽ có một số thiếu sót mà mình vẫn chưa đề cập. Nếu có, các bạn hãy bổ sung phía bên dưới video nha. Và cuối cùng là, nếu thấy video thú vị thì hãy tặng cho mình một like, đấm vào nút đăng ký và bấm vào chuông kế bên để mà ủng hộ mình, cũng như là tiếp thêm động lực khiến mình làm ra nhiều video thú vị hơn. Và hiện tại thì kênh mình đã có tính năng hội viên rồi đó. Đăng ký ngay để sử dụng nhiều icon thú vị trong phần bình luận và nhiều đặc quyền khác. À mà tí nữa thì quên, hiện tại thì mình có lập thêm một cái group và có bot chat trong đó luôn, với mục đích là giao lưu kết hợp với những anh em viewer, nhằm mục đích là nâng cao chất lượng và những thông tin chính xác. Nếu bạn đang cần một nơi để mà giao lưu vui vẻ thì hãy ghé qua trạm dừng chân Traveler của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình Khang Huỳnh AK xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.